Và khi phải làm một cái gì đấy nó mới Nó ăn easy, uncomfortable Nghĩa là nó không thoải mái các bạn ạ à. Nhưng nếu chúng ta cứ làm những điều mà chúng ta thoải mái Thì chúng ta không bao giờ tiến bộ được À đây hay quá, cảm ơn anh nhé Vâng, anh ơi, thế thì mình tham gia khóa học lâu chưa anh? À, em vẫn đăng ký trưa hôm nay À vâng, trưa hôm nay thì đúng không biết. Thế lúc này em xin lỗi anh nhá, thì em không biết thế thì à, em tưởng là anh tham thì... uh, đăng ký lâu rồi mà anh lại hỏi câu ý thì buồn cười quá sorry anh nhé tại vì hình như là em gặp anh tuyển ở đâu đấy rồi Mà em nhìn thấy cái tên này ở đâu đấy rồi anh ạ em bị nhầm nhé thì anh tuyển ơi bây giờ thì uh, thay mặt cho mọi người thì em xin phép là lấy anh tuyển ra là để uh, em hướng dẫn anh học cái khóa học này và trong khi hướng dẫn <laughs> thì em sẽ gửi gắm rất nhiều điều với cái suy nghĩ của em nhé anh nhé thì mong là anh và mọi người tham à. khảo ok không ạ vâng em có xem vâng. cái video đầu tiên rồi Video đầu tiên rồi là cái video hướng dẫn để học cái khóa học này hay là cái video nào anh? Cái video đầu tiên ở trong cái lúc đăng nhập quản vào ấy. Vâng thì nó nó là về cái gì anh anh tuyển nhỉ? Hướng dẫn cách học ấy. Vâng thì bây giờ anh đã biết là mình phải học như thế nào chưa anh? thì em cũng xem một số video ở uh, trong đấy một video với một số video ở trên kênh của thầy thì có Đúng không bây giờ anh, anh bỏ từ... hết video trên kênh nhé các bạn ạ à. các bạn vào đây mua khóa học là các bạn sẽ được xem những video mà không có ở trên kênh còn nếu có trên kênh thì các bạn biết là là thầy sẽ đăng lên ở trên Facebook và YouTube và nó không theo lần lượt của các bạn cứ đi theo lần lượt bỏ qua hết cái kia thì những cái trong khóa học bây giờ anh xem qua một lúc vậy anh đã biết cách học chưa ạ? là em viết là ở trong mỗi một bài thì nó có ba cái audio đúng không ạ ừ. một cái audio đầu tiên là không không cái không quan trọng anh cái... ạ bây giờ anh dùng khóa học này nó có mấy phần anh em không những gửi mà em còn phải phải về khuyến khích mọi người xem và có khi là các anh chị xem cũng chưa hiểu thì em cũng phải giải thích và vì video dài nên là có bước này bước kia anh chị quên thì em cũng phải và em phải sát sao làm sao em phải cứ phải nhắn tin và giúp đỡ liên tục có thể các anh chị quên thì mình lại dục đến lúc nào mà view anh tuyển nhắn tin mà hàng ơi em đừng nhắn tin cho anh nữa anh xin em thì em mới được thôi nhớ chưa hàng rồi anh tuyển đây em hướng dẫn anh và mọi người nhé thì uh, thật ra cái khóa học của thầy á nó thành công là vì nó có cái phần này này Những cái phần này nó lại thể hiện cái sự khó khăn của các bạn nên khổ. nào nó sẽ có hai phần các bạn nhé anh tắt mic cho em được nào có hai phần phần đầu tiên đó chính là phần hướng dẫn của thầy và với thầy thì đây là phần quan trọng nhất khóa học nhưng rất nhiều bạn vào đây với một tâm lý sai lầm là effortless English mới là phần chính của khóa học không effortless English nó chỉ là công cụ để các bạn sử dụng tiếng Anh thôi rất nhiều bạn thầy chắc chắn là đây luôn là vào lao đầu và học Kiss luôn không đừng có khổ thế Trời ơi học tiếng anh bao lâu rồi mà bây giờ vẫn cứ cố học tiếng Anh làm gì thầy muốn các bạn học tiếng Việt đây đầu tiên vào giờ anh English đúng không các bạn và đây thầy cũng mày qua các bạn thầy show cái này lên thì thầy cũng khoe các bạn luôn thầy ngày hôm nay rất vất vả mấy ngày hôm nay là để đang ở bên hosting này này thầy đang bị cái cái trang web của mình không biết là vì cái lý do gì mà bị cả redirecting tức là cứ bấm vào cái link của trang web nó lại hiện ra một trang web khác đấy sometimes to an adult side này tức là cả trang web người lớn này thầy rất là thấy là inconvenient các bạn hiểu không thì đây thì họ đang fix cho cái trang web của chúng ta đây nhưng mà thôi bỏ qua nhé nào giờ anh English com hoặc là tất cả trang hoặc là các bạn ngày xưa định vào mua khóa học nó có cái này đúng không các bạn bạn vào trang nào cũng được blog của thầy các bạn đọc cũng được đây nó đều có các bạn để ý trên góc đều có chữ start learning đúng không các bạn bấm vào này đấy thì bây giờ bấm vào đầu tiên thì sẽ không có cái gì đúng không thì các bạn phải login và cái này thầy đã hướng dẫn trong video khóa học nhé, nhưng mà tất nhiên là với lần đầu các bạn sử dụng những khóa học online nó là khó và đây chính là một phần thầy muốn các bạn học tức là nó khó đến đâu thì mình cứ hỏi khó đến đâu thì mình cứ thử mỗi hôm thử một tí rồi nó sẽ được các bạn ạ kể cả cái việc mà các bạn sử dụng cái trang web này để đăng nhập cái này nó mất cả tuần thì với thầy nhé thầy rất vui nhưng với nhiều bạn thì nhiều bạn không làm được Vì chỉ 7 phút các bạn không làm được Các bạn đã bỏ cuộc rồi Còn với thầy 7 ngày là quá ít Thậm chí thầy có thể làm cái gì đấy 7 năm các bạn nhé Thầy ngày xưa học quay phim chụp ảnh cách đây 7 năm trời Không để làm cái gì Tốn cơm tốn gạo của bố mẹ Sau đấy thì tốn cơm tốn gạo của vợ Đến bây giờ thầy mới dùng kiếm ra tiền mà Nhưng ngày đấy cái việc quay phim chụp ảnh của thầy Nó là master rồi Thầy cầm cái máy ảnh lên chụp bạch phát ra ảnh đẹp bạn bích còn uh, hồi mới vào làm mà cũng còn bảo sao thầy chụp ảnh đẹp thế may quá có người đứng đấy bảo ơ thầy ngày xưa là thợ ảnh mà thầy ngày xưa là thợ ảnh thầy chụp lấy tiền còn nếu các, các bạn không tin có thể hỏi bạn thao ở trong cộng đồng mình có một bạn tên là thao ngày xưa thầy đã từng đi chụp ảnh kỳ yếu lấy tiền của bạn ấy rồi và bây giờ bạn quay lại học tiếng anh với thầy nhưng mà đây để tiếp tục là chúng ta phải học hết các bạn ạ thầy không bảo là cái gì nó dễ nhưng mà nó khó hay không không có cái gì là khó đến mức không làm được cả các bạn nhé nếu mà chúng ta đặt câu hỏi là tại sao tôi không làm được cái này thì bạn hãy đặt một câu hỏi khác đó chính là tại sao người ta làm được tôi không làm được thế thôi với các bạn mà tự học đã thấy rất hay khuyên các bạn ý đặt câu hỏi là các bạn hay đặt câu hỏi là làm thế nào để em có giáo trình effortless English thì thầy bảo là tại sao em không đặt câu hỏi là vì sao người ta có mà tôi lại không có hẳn là không ai có thì bây giờ bạn mới đặt câu hỏi như vậy Tại sao các bạn cũng đăng được bài, các bạn cũng học, các bạn có giáo trình mà mình lại không có thì mình tìm hiểu đi chứ. Đúng không? Đấy thì bạn vào login này thì thầy đã đăng nhập sẵn rồi thì các bạn sẽ có bạn hàng bạn mai bạn gửi cho các bạn login đấy hoặc bạn quên được không sao thầy không cần các bạn phải nhớ gì tất cả những cái này là những cái phọt phẹt thầy không cần các bạn phải nhớ gì thầy muốn các bạn vào xem được video và xem xong thì các bạn bạn tập có thế thôi tại không cần các bạn phải thạo quá về những cái nền gì thì hôm nọ thầy kể một câu chuyện đó chính là cái khóa học thì nó như thế này đúng không các bạn? Các bạn không nhìn thấy cái khóa học đâu đúng không? Các bạn phải kéo xuống thế này. Đây. Đấy, kéo xuống thì mình nhìn thấy khóa học giờ Anh Lifetime English và giờ Anh Easy English đúng không các bạn? Tuy nhiên có một điều rất đặc biệt là không bạn nào kéo, cứ đến đây là kêu um lên. Ôi trời ơi, làm nào có thấy khóa học đâu thì trống trơn này thì có mỗi cái hình chả có người này thì thấy biết ngay là bạn ấy chưa xem video hướng dẫn. Tức là những bạn đầu tiên mua khóa học của thầy Các bạn đều biết là chúng ta có một cái video hướng dẫn khác Sau đó đến tháng 6 năm ngoái Thì thầy phải làm lại một video hướng dẫn khác Vì thầy còn rất nhiều cái mà thấy các bạn Rất là lôm côm và thầy hướng dẫn kỹ hơn nhiều Cái video các bạn đang xem bây giờ là video kỹ nhất rồi Thì thầy hôm nọ Đến hôm nọ nha cách đây một thời gian ngắn thôi Thầy còn phải vào xem lại video đấy xem mà Được hay là mình hướng dẫn thiếu mà sao các bạn hỏi nhiều thế Và thầy phát hiện ra là hơn một phút 16 phút đúng không mà thầy mất hơn một phút chỉ để nói các bạn các bạn phải nhớ kéo xuống đây mới có đây đây thầy kéo lại lên nhá các bạn phải nhớ kéo xuống đây nhớ chưa đây này kéo xuống giúp thầy làm ơn kéo xuống giúp thầy nói như vậy rất nhiều lần nhưng đấy chính là câu hỏi mà các bạn nhận được nhiều nhất các bạn chăm sóc viên á sao chị vào chẳng nhìn thấy khóa học đâu thì mới biết là các bạn xem cái video này nó kỹ như nào đúng không các bạn đồng ý thầy bấm số một nào thầy vào đây là các bạn kể cả các bạn không xem thì thầy vẫn phải giúp các bạn các bạn hiểu ý thầy không nhưng điều đó là không tốt cho mọi người nhá và ngày xưa các bạn mà mua khóa học ngày xưa như chị duyên như chị vicky á là các bạn mua khóa học vì thầy nói cái câu này này tuy nhiên bây giờ thầy lại không nói câu này nữa thì thầy nghĩ là hơi tiếc ngày xưa thầy nói là thầy không dạy các bạn học tiếng anh mà thầy dạy các bạn cách tự học tiếng anh các bạn hiểu ý thầy không cái tự học tiếng Anh Đúng không chị Duyên Chị không biết Chị Vicky còn nhớ ngày em nói thế không nhỉ Và đúng Thế thì bây giờ tự học tiếng Anh những ngày nay mình không tự học được Thì chết Đó thì bấm vào Lifetime Hoặc bấm vào Easy English là xong Vào đây Chỉ có kéo xuống Bấm vào chỗ nào Nó cũng có video Bấm lên là xem Đúng không các bạn Bấm lên là xem Đây à, Hướng dẫn tham gia 1.3 Hướng dẫn tham gia Zoom học viên Chịu khó ngồi đọc một cái Mọi hướng dẫn nội trình đến đây, đây. À đây thông tin Zoom đây rồi, link đây rồi. À password đây rồi. À group kín đây rồi. À nhóm Zalo của lớp mình đây rồi. Tuy nhiên, nếu bạn đã vào tận đây rồi nhưng bạn chưa bao giờ dùng Zoom, bạn chưa bao giờ sử dụng công nghệ thì lúc ý thầy cực kỳ vui và có thể thức đến tận 1 2 giờ đêm để hướng dẫn làm nào các bạn dùng được. Nhưng bạn phải vào được đây. Nhưng mà 100% thầy bình thường hay nói từ 99% đúng không? 100% những bạn hỏi như vậy là chưa bao giờ vào đây. Thì lúc nay anh tuyển hơi bị đen. Anh lại hỏi thế thầy mới bảo là không, nó ở trong khóa học này, thật ra là anh vừa mua lúc trưa <laughs> không có là phải. Thì thầy xin lỗi anh tuyển nhé Đó, tiếp. Thì các không, bạn em lúc là... đấy là chưa, chưa các bạn đã chưa gửi thông tin anh vâng, em vẫn và... đăng nhập được vào rồi mà. Vâng, sorry anh nhưng mà không sao ạ. Nào bây giờ thì uh, các bạn lại hỏi là những em mua khóa học rồi em chẳng biết học như thế nào tất nhiên có rất ít bạn kêu như vậy kêu như vậy thì à, tiếc nhé thì sau hôm nay thì chúng ta, ta ta, cố gắng một tí này đây bắt đầu từ đâu bạn đừng có quan tâm người khác đang ở kiss hay là barber's food hay là going to the zoo như thế nào không những cái đấy bạn xem để lấy hứng khởi thôi chứ bạn đừng đua theo người ta Bạn không có việc gì phải đua cả rồi ai cũng giỏi như ai thôi đến bây giờ thì chẳng biết là chị Vicky hay bạn Thu Panda giỏi hơn tiếng Anh ai giỏi hơn tiếng Anh à chị Vicky cũng vui với tiếng Anh của chị chị nghe nói đàng hoàng bạn thu bạn vui tiếng anh thế thôi chứ bạn chỉ cần 3 tháng thôi là bão hòa là cứ nghe nói tiếng anh hàng ngày chẳng ai biết bạn giỏi hơn này thế nên không không phải đua với ai cả đua với chính mình thôi đây đầu tiên bấm vào cái này xong lại bấm vào cái này bấm cái này xem lần lượt đi mà bạn xem lần lượt thế này rồi mà bạn vẫn không biết là phải bắt đầu từ đâu thì thầy đến chịu thôi cứ trả vờ là bạn xem rồi nhé đây đầu tiên bài Okis là câu chuyện đầu tiên nhé cái bài mà bạn học giỏi nhất nó phải là bài này Barber's food. Sau bài này thì sẽ giỏi nhất. Nhưng bài Okis này là bài quyết định xem bạn có xứng đáng được học giỏi hay không các bạn nhé. Đây, ở bài Okis này bạn sẽ học được phong cách là không được phát âm sai. Phong cách thứ hai là không kêu gào. Phong cách thứ ba là lập học lập đi lặp lại. Phong cách thứ tư là học kiên trì. Phong cách thứ năm là đừng có vội vã. Phong cách thứ sáu là <laughs> yêu quý cộng đồng này hơn. Các bạn ạ. À, thì đây với bài Okis đầu tiên là tài liệu đúng không? thì các bạn phải hiểu á, là có Google Drive Thì thầy, thầy, chia sẻ hết tất cả tài liệu cho các bạn đúng không? Có cả Apple English, có tất cả mọi thứ đây. Đây là của các bạn là cái này đúng không? Đấy, khóa Easy cũng như vậy nhá. Thì đây, các bạn thấy là Lifetime English. Có Effortless English đây, ebook đây, phim song ngữ đây, How I Met Your Mother đây. Cái này là vai luyện nghe podcast sau này đây. Thầy ngày xưa nghe hết cả đống này luôn. Tiếng Anh chuyên ngành đây tiếng Anh cho bé đây, video song ngữ đây, phim Friends đây. Thì tất cả nó có trong này. Nhưng mà nếu bạn nào chưa thạo dùng Drive thì thầy cũng không yêu cầu là các bạn phải làm nó khổ sở quá. Đây, riêng bài Orkis, riêng bài Orkis thôi nhá. Thì thầy cho các bạn link tài liệu luôn. Bạn chỉ bấm vào đây, bấm bạch vào đây cái ra này. Đây, artist Audio, Okis Mini, Story bản text, Okis Mini B, vocab, bản text, tất có ở đây. Riêng với bài Orkis thầy để như thế để các bạn tập trung vào việc học. Sau đó các bạn vào 2.2 này. A kiss nghe hiểu không khó. Tức là bài này cái video này thì thầy sẽ đọc bài A kiss này. Sau đó thì thầy dịch bài này luôn cho các bạn. Thì tất nhiên đoạn đầu thì thầy leo nhèo một tí này này, ngày vẫn còn đẹp trai này. Các bạn đợi tí nhá mạng ơi la, Thì uh, lúc đầu mới vào thì thầy cũng uh, nói chuyện leo nhèo tí. Nhưng mà đấy thì bạn hiểu. đây qua cái đoạn lèo nhèo này rồi thì bạn ấy thì tuần sau bạn bạn tua tua lên đây này một phút ba này bắt đầu vào chữ thì bạn bấm tua chịu khó tua giúp thầy tí xong vào đây là bắt đầu bạn nghe nói thôi bạn nghe thầy đọc bài này nghe dịch bài này và bạn không phải làm gì nữa các bạn nhé cái hay nhất là gì các bạn không cần phải biết là cái thi hiện tại đơn này là gì tôi đang học ở 2.2 tôi cứ vào đây tôi bấm vào đây này thầy vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mà mà thầy chắc cả đời không nào quên tại vì từ lúc mà thầy bán khóa học này này thì có những anh chị đầu tiên mua và có chị Kim Soa, cái anh chị Kim Soa, anh um, Tú Phạm, bạn Lê Viết Hiếu đấy và có chị Trần Thảo á. Thì chị Trần Thảo sau 4 hôm chị nghe và đọc như vậy anh Tuyển ạ. Chị không làm gì nhá, chị nghe nghe đúng em dịch. Rồi thì nghe em uh, đọc tiếng Anh xong lại dịch sang tiếng Việt. Chị nghe, chị bảo thật sự với thầy, cả đời chị học tiếng Anh, chị cứ nhìn thấy nghe tiếng anh chị sợ mất cái dép lần này thì chị cứ nghe tiếng Việt thôi còn lúc tiếng Anh thì thấy nó cũng chẳng ấy đâu nhưng đến ngày thứ bốn á cái đoạn mà thầy đọc tiếng Anh á chị lại hiểu luôn và chị cảm thấy là tự nhiên là thấy cuộc sống này nó yêu đời hơn các bạn có hiểu ý thầy không bấm số 1 là thầy nhớ như in cái đoạn ý các bạn ạ thì đó chính là cảm giác của thầy chính là cảm giác của thầy ngày xưa luôn thì ngày xưa thầy khổ hơn các bạn rất nhiều thầy phải vào nghe bài Kiss này với bài audio của thầy Aj luôn và thầy đọc là a kiss colors by the new car is a very expensive car it's a huge blue fast car while driving down the street Carlos sees a girl on a bicycle she has long blonde hair and is beautiful thầy Aj đọc như vậy và với tiếng anh từ con số âm như thầy theo các bạn nó khổ sở như thế nào để nghe đúng không không ai dịch cho thầy mà lại còn cắt chữ nó dính vào nhau nhằng nhằng như vậy và thầy Aj đọc rất nhanh nhưng mà thầy nghe hướng dẫn Người ta bảo là cứ nghe và dịch Cứ nghe và dịch đến lúc nào hiểu thì thôi Và các bạn phải biết nữa, đầu tiên là thầy Copy cá đoạn này lên Google dịch Dịch bố la bố lắm Mà thầy nghĩ là Google dịch 10 năm trước nó ngu hơn bây giờ cực kỳ nhiều Thậm chí thầy dịch ra tiếng Việt rồi thầy đọc thì còn không hiểu câu chuyện này lắm Chỉ hiểu 50% nữa các bạn ạ Cũng không thấy là anh này bị mất xe rồi thì A à cay a à cú đâu Thầy khổ đấy nhỉ Xong thì thầy nhớ là thầy hỏi anh của thầy là anh Cường cũng biết tiếng Anh anh cứ dịch vừa dịch anh vừa cáu rồi anh hỏi lắm thế thì sau này hỏi anh Phú anh Phú cũng trả lời mấy câu đấy anh mày cái liều nhà liều nhèo chứ thế xong cuối cùng thầy về nghĩ ra một cách là cái gì đã hỏi anh Cường thì không hỏi anh Phú nữa thì để người ta đỡ cáu các bạn phải hiểu nó khổ đến như vậy thì tất nhiên thì nói gì nói gì, bây giờ thì các bạn lại giả tiền cho thầy thì nó phải khác chứ nhưng mà nó khác đến từ chỗ là thầy không muốn các bạn khổ như vậy nữa nhưng bằng một cách nào đó đã làm cho nó dễ rồi các bạn vẫn cứ muốn mình hổ đó thì um, tiếp này thì sau khi thầy dịch được ra tiếng Việt như vậy hơi hơi hiểu nhé và các bạn phải hiểu cái bài Akis này sau khi thầy học tiếng Anh 6 tháng mà thầy biết nghe nói tiếng Anh thầy nói chuyện với Tây rồi thầy ăn ở bằng tiếng Anh rồi thầy quay lại bài Akis này lúc ý thầy mới hiểu như là thầy đang nói với các bạn ở trong hướng dẫn lúc mà thầy kết thúc bài này thầy vẫn chưa hiểu hẳn nhá thầy vẫn chưa hiểu cái that's it là gì tại sao why won't you talk to me không hiểu lắm chỉ biết là cô gái này không nói chuyện anh ấy phớt lờ anh ấy vậy rồi Rui lắm rồi thì các bạn phải hiểu ngay cái cái tiếng anh của các bạn nhiều khi các bạn cũng phải em học suốt nó không tiến bộ được các bạn đã bao giờ thay đổi cái gì đâu thầy đang làm một bài tập đúng cho các bạn đây này và chúng ta ở đây hôm nay nói chuyện rất sòng phẳng nhá các bạn có trả lời câu hỏi vì sao 110 người ở đây mà chỉ có 86 người bấm số 1 không các bạn 87 rồi Đấy, sau khi nói thêm một lúc thì được thêm một người. Càng những người bấm sau này, thầy càng giật mình. Tính tỏ phải nói cực kỳ. Gọi là a cay lắm thì mới bấm. Tại sao nó khổ vậy? Bấm phát cho nó xong đi. Đúng không các bạn? Thôi, chúng ta không đầy nghiến nhau. Bạn càng thay đổi muộn thì... thì thiệt cho cả thầy, thiệt cho cả cộng đồng và đặc biệt là thiệt nhất cho bạn. Đó. Thì đấy, quay lại là nghe. Thế nên là các bạn không phải nói là hiểu hay không nhé. Thì sau khi bạn nghe được thầy đọc chậm, tới thầy dịch chậm thì bạn hiểu hiểu được là vui vui cái đã đã bảo là học chậm mà thì sau đấy bạn vào nghe ở kiss phát âm thì hiện tại đơn thì thầy lại phát âm bài này lại và thầy sẽ nói là vì sao cái từ bài nó lại có thêm chữ s này và ngay cạnh đó thì thầy đã nói luôn là đây chính là lỗi kinh điển tức là cả cái đất nước Việt Nam này không bao giờ phát âm cuối các bạn ạ Carlos có cái âm s ở cuối không ai phát âm bài có cái âm s không cần biết thi gì nhé các bạn nhé không ai phát âm thì bây giờ chúng ta phát âm là chúng ta đã giỏi hơn họ rồi các bạn đồng ý không lại bấm số 1 xem nào và ngày xưa thầy thầy người thầy đấy của thầy cũng bảo luôn sau này các bạn có đi vào một bất kỳ lớp nào các bạn có bất kỳ đi học ở đâu thậm chí các bạn còn lên làm giáo viên các bạn sẽ thấy là không bao giờ người ta sẽ bấm đủ hết số 1 không bao giờ bảo các bạn vỗ tay đi và tất cả người ta vỗ tay không bao giờ đấy chính là chọn lọc tự nhiên của xã hội này đấy thì thầy nói câu ấy hơi đau thầy không dám nói câu đấy nhưng mà thực sự có khi là đúng đấy các bạn đó là một điều rất tuyệt vời thì thầy không trách rất có thể có những bạn thì bỏ nick vào đây zoom nhưng mà lại quay ra ngồi ăn cơm hoặc bỏ nick trên zoom này nhưng mà quay ra đi ngủ hoặc là vào cho nó có mặt và đấy với thầy là một điều đáng tiếc nhá nào thì thầy đã nói như vậy tức là thầy bảo đây là cái lỗi kinh điển và phải sửa luôn. Nhưng các bạn để ý xem 10 bạn đăng lên bài đầu tiên, thầy rất chào mừng đúng không? Theo các bạn các bạn ý có có nói đủ là Carlos bài... hoặc nếu xem hướng dẫn rồi thì các bạn đã hiểu vì sao thầy hay nói là các bạn không tập trung chưa? Chắc nhiều khi thầy cứ bảo là các bạn không tập trung các bạn không hiểu là tập trung là gì đúng không? Tập trung với thầy là như vậy đấy. Thầy đã bảo là bài... Thì nhớ là xì nó ra là xong. Nào, bạn nào vừa mới vào đây học mà còn chưa biết cả tiếng Anh luôn. Giữ tay lên cho thầy nào. Dạ vâng, thầy à. chào thầy, chào tất cả mọi người. À, thình sinh năm 81. À vâng, 81 ạ. Vâng, thế mình uh, quê ở đâu chị nhỉ? Quê thịnh ở Nghệ An thầy, mà rồi. sống trong Sài Gòn. Đúng rồi, giọng chị bị lớn đi rồi, em đoán chị ở Nghệ An, nhưng mà giọng bây giờ không... <laughs> rộng bây giờ là, là rộng miền Bắc nhưng mà chị là ở trong miền Nam đó là một điều rất tuyệt vời chị sinh ra miền Trung nói rộng hơi lớn miền Bắc và hiện tại chị ở trong miền Nam tất cả lớp cho chị Thịnh một tràng vỗ tay nè chị Thịnh ơi bây giờ em bảo chị nhá dạ. nào đây chị giúp em này cái câu đầu tiên chị có nhìn thấy là Carlos buys a new car chị nó hơi bé chị có nhìn thấy không ạ dạ có nhìn thấy ạ rồi có nhìn thấy thì em bảo chị cái câu này có nghĩa là anh Carlos thì mua một chiếc xe ô tô mới chị ạ có vậy thôi vâng thế bây em lại đọc lại nha từ buy này là mua này, er uh là một này, new là mới này, car này là là một ô tô này thì bê em đọc lại Carlos buys a new car nghĩa là anh Carlos thì mua một chiếc ô tô mới đúng như không chị? Thị? bây giờ em sẽ đọc lại yeah. nhé Carlos buys a new car chị nghe đoạn ý chị đã hiểu 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 luôn câu ý không chị? không ạ, à. <laughs> ừ. lại gì nhá? nào Carlos là tên một anh nhé chị nhé. Từ buy nghĩa là mua một cái gì đấy chị nhé. Carlos yeah. buy là anh Carlos này mua cái gì đấy đấy. Đây buy là bằng từ mua ở Việt Nam này. Er là một này, new là mới này chị. Car là một chiếc ô tô mới này. Er new car một chiếc ô tô mới này. Carlos buys là một mua này. Er new car là một chiếc ô tô mới. Ok không chị? Em đọc lại yeah. câu này nhá. Carlos buys a new car. Chị có hiểu câu ý không ạ? là dạ yeah, hiểu đó thì chỉ có quanh lại có một phút thôi hai phút mà em nói đi nói lại chị cũng hiểu đúng không chị thì các bạn có cần thầy về trên zoom này đâu cái video bạn xem lúc nào cũng được mà thì chị thịnh công nhận với em là cứ nghe suốt thì mình vẫn cứ hiểu đúng không chị em chưa cần biết là chị có yeah. đọc được từ new không từ kho từ bay không bây giờ em sẽ hướng dẫn để chị đọc luôn câu này và đọc chuẩn luôn này ai cũng nói là không biết gì thì có lời hơn nhưng mà không không, là, biết không biết gì biết là khi em, em nói không biết gì là để ấy còn chị không biết gì là chị đang lấy ra một lý do để làm cho mọi thứ nó khó lên nó khác chị ạ. Còn em bảo em không biết gì và em rất vui với điều đấy, nó lại là khác chị nhá. Từ lúc nãy lên á, chị phải hiểu và em mà khi mà dạy trực tiếp ai như này á, chưa một ai thất bại cả. Bất yeah. kể 3 tuổi hay là 73 tuổi, 83 tuổi. Thế nên là chị Thịnh thứ nhất là chị phải tin em là một. Cái thứ hai là cái việc mình chưa biết một cái gì thì chị biết nó là lợi thế đúng không chị? Thì biết là lợi thế thì để nó uh. đấy em cứ định hướng dẫn gì thì chị lại bảo nhưng mà chị chưa biết gì nhưng mà thế này là điều đó là không tốt chị ạ. có chị đồng ý với em không ạ? Chết ngưỡng mồ thầy chứ. Vâng. Không thì video không... đầu tiên vâng. coi video đầu tiên của thầy là 3 tiếng. Sau vâng, đó rồi đó coi giờ. Bây giờ em video bảo video chị này, chị chị nghe em đi về lại gặp trực tiếp nhau đây vui mà chị. Chị xem em trên trên đấy đúng không chị? Bây giờ chị em mình lại nói chuyện đây quá tuyệt vời rồi chị thì em cảm ơn chị nhé. Nào bây giờ chị phải nhìn vào cái từ Carlos by a new car nó giống hệt từ she goes to the zoo đó chị ạ nên là mình học như nhau Dạ. Yeah. nào thì bây giờ em bảo chị nha cả cái đất nước Việt Nam này chị có thấy em phát âm như thế này thì chị có thấy khác nhau nhá chị chỉ trả lời cho em là giống hay khác thôi nhá chị Thịnh nhá Để hết yeah. sức thật tà nhưng và hôm nay chị không học gì đâu chị chỉ học cái tư tưởng thôi Carlos mm. và Carlos hai từ có khác nhau không chị khác à ạ là... tuyệt vời và nó khác nhau, đã đành rồi. Nhưng mà cái car... Carlos là sai. Còn cái Carlos là đúng chị ạ. Tại sao ừ. hai cái khác nhau hoàn toàn mà lại cứ đi chọn vào cái sai. Thì bây giờ cứ coi như là chúng ta không biết là sai đi. Thì bây giờ chỉ ra là sai rồi. Thì mình không thể phát âm sai được đúng không chị? Bây giờ chị cố gắng phát âm âm này cho em nhé. Đó là Carlos. Xong, xong chị xì một cái cho em nhé. Carlos chị làm nào giống thế được được, được chị ạ à. tiếp chị thịnh nha nào Carlos Carlos tuyệt vời nào cái từ bay kia thì bay thì dễ đúng không chị xong chị thêm một cái âm gió đằng sau nhá buys buys tuyệt vời chị ạ à. nào về ghép hai câu nhé chị nhá Carlos buys Carlos buys các bạn có thấy chị thịnh giỏi không á có thì bấm có không thì bấm không trả lời thật thà không ai biết bạn là ai không chị thịnh ạ à, em chị mà gặp em em nghĩ chị yêu đời hơn rất nhiều đấy chị quá giỏi á chị có tin á chị thịnh chị, đừng chị, đừng đừng chị đừng có giải thích trời ơi các chị bây giờ phải học thêm một cái nữa em thề luôn đó chính là khi được ai đấy khen nhất nào bây giờ em bảo chị thịnh này chị sẽ vui luôn này chị cũng biết là carlos Bài như thế là đúng đúng không chị và các bạn khác cũng biết như thế thế chị có có tin là sẽ có những bạn biết như thế nhưng vẫn phát âm là cắt lốt bài không thế thì em chả biết do quen hay là do không tập trung hay hờ hững hay là cố gắng để phản động lại hay là như nào em không biết Nhưng chị có thấy thế thì phí không chị định <laughs> học thì luôn luôn muốn cố gắng hay cho nó chuẩn tại vì chị không trả, người trả lời đúng câu hỏi rồi chị. Nghe. chị ơi chị ơi chị ơi nó chỉ có <laughs> hai câu hỏi thôi chị ạ Chị có thấy thế là phí không? Chỉ có có hoặc không đấy chị ạ à? Đúng không chị? Thế các bạn có thấy phí không? Có thì bấm số 1 lên cho thầy Thế thôi Thì bây giờ các bạn thấy phí đúng không? Thì có thể chúng ta nhỡ thì chúng ta sai lần đầu nó chẳng sao cả Thì bây giờ làm ơn giúp thầy tập trung một tí chậm thôi Thế nên các bạn đã hiểu vì sao mà thầy bắt các bạn nói chậm chưa? Các bạn đã hiểu chưa hả các bạn? Nói nhanh thì làm sao mà sửa được? Còn đang nghĩ gần chết đúng không chị Định? Còn đang nghĩ gần chết là hello nhớ là phải Bài Còn phải nhớ cái ở cuối nữa bật gần chết rồi lại còn đọc nhanh nữa thì làm sao mà sửa được nào về chị giúp em nhá nói thầy... chị lại vội rồi đây không ừ. chứ gâu ấy không đọc nó kép, không liên quan vào em sao không chữa cho chị chị thinh ơi em hôm nay em không chữa cho chị cái gì có được không chị hay là chị ừ. dỗi chị ra đòi lại tiền nào <laughs> tại sao chị phải vội vậy chị em có chạy đâu em vẫn ở đây mà chị và chị Tí nữa chị xem cái video hướng dẫn em cũng sẽ dạy chị phát âm từ go và em cũng bảo luôn là vì là she nên là phải she goes. Chị, chị thích ạ à? Nhưng mà chị thấy không? Yeah. Đấy là chính cái vội vàng của mình đấy. Thầy hướng dẫn trong video thì không muốn xem. Cứ phải là thầy hướng dẫn trực tiếp kìa. Các bạn hiểu ý thầy không? <laughs> thì cái, cái, cái đấy với thầy là vội vàng và cái đấy các bạn không sai. Vì thầy ở đây là để phục vụ các bạn. Nhưng cái đấy là cái vội vàng và cái đấy nó rất nguy hiểm các bạn nhé không một cộng đồng nào sẽ nói về cái này đâu Kể cả các bạn vào những cái Hóa học phát triển bản thân Cũng không ai nói chuyện với các bạn về những cái đâu Vì người ta sợ các bạn đánh người ta đấy Thầy thì thầy không sợ Vì ở trên Zoom mà Chứ... trực tiếp thì thầy không dám nói Các bạn hiểu thầy không Nào chị thầy không hỏi nữa chị nhá Tiếp tục là chị Chị đang vội vàng rồi đấy Mà khi mà chị vội vàng như vậy Thì em nghĩ là tất cả những cái hướng dẫn của em Từ hôm nay với chị nó là vô nghĩa đấy vì em nghĩ từ lúc nãy chị chỉ làm cho vui để chị đến cái câu hỏi của chị thôi Nhưng mà từ lúc nãy em tin là những người người chỉ có ngồi xem thôi còn không được lên thẳng đây Như chị Thịnh này người ta học được rất nhiều, chị công nhận điều đó không chị Thịnh? Vâng Thế Mình không hỏi nữa cho chị nhá nào bây giờ chị giúp em này Carlos buys Chị đọc lại cho em nào Carlos buys Nào A new car A new car Ok cả câu nhé chị nha. Carlos buys a new car. Carlos buy a new car. Chị đang giỏi hơn phần lớn các bạn bắt đầu học ở cái cộng đồng này rồi đấy chị Thịnh ạ. Các em chẳng biết là chị 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 uh, trước đấy chị có biết gì không hoặc là như thế này như như cái gì không. Anh Hoàng có công nhận là chị Thịnh đang giỏi hơn rất nhiều bạn ở đây không nhưng đấy không phải tự nhiên chị giỏi mà từ hôm nay em hơi bị tốn công tốn sức để em, em dọa nạt chị đúng không chị thì tại sao mà chúng ta không tự dọa nạt chính mình luôn chị Tinh ok không chị à. thế mà nếu mà như vậy mà trong video cũng hướng dẫn như vậy mà chị lên chị vẫn phát âm là cắt lốt bay new car em hướng dẫn chị là she goes to the zoo mà chị lên chị vẫn phát âm à, she go to the zoo thì theo chị là nó có đáng tiếc không ạ có yeah. bảo chị ngày mai phải giỏi luôn đâu, hai ba tháng nữa chị giỏi cũng được mà. vẫn em biết là khi mà mới bắt đầu khóa học các chị, đây cái này thầy chia sẻ thật nhá. khi mới bắt đầu khóa học thì thầy biết là là nó 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 khó mà, nó khó các bạn biết khó ở chỗ nào không? nó khó ở đây chính là chúng ta đang phải làm những điều mới các bạn ạ. và khi phải làm một cái gì đấy nó mới thì nó uncomfortable nghĩa là gì các bạn? học thêm một từ mới nào? nó ăn y uncomfortable nghĩa là nó không thoải mái các bạn ạ. À. Nhưng nếu chúng ta cứ làm những điều mà chúng ta thoải mái thì chúng ta không bao giờ tiến bộ được. Thế nên thôi, bây phải làm những điều nó không thoải mái đi. Thì không thoải mái đây là cách học này nó lạ quá. Tôi chỉ muốn nói tiếng Anh nhanh như gió thôi. Tôi chỉ muốn học thật nhiều thôi. Thì đây, đây học thật ít, học đều nhưng học ít thôi. Và lại còn nói tiếng Anh thật chậm, giỏi thật chậm nữa thì nó không quên quen thì chúng ta chỉ cố trải qua cái nó là được nhé các bạn nhé thì thầy biết là khi làm một cái mới và không thoải mái thì nó khó nhưng thầy đã nói nhiều lần rồi có cái khó có cái dễ nhưng mà cái gì cứ làm đi làm lại thì nó đều dễ đi các bạn nhé